Thưa quý vị, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Quá thuộc vùng trũng khu vực Đồng Tháp 10, sản xuất nông nghiệp khó khăn do đất bị nhiễm phèn nặng. Thế nhưng, từ dùng đất khó ấy, với tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, người nông dân đã vượt mọi khó khăn, chuyển đổi cây trồng, biến dùng đất bạc màu thành những cánh đồng xanh màu cây trái. Để nâng cao hiệu quả, những năm qua, quyền Thành Quá đã tích cực tuyên truyền, dẫn động người trồng chanh, thành lập, tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác, để mạnh liên kết trồng chanh theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Bình ở xã Thuận Bình, quyền Thành Quá, đang là một điển hình trong liên kết trồng chanh theo hướng an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, mang lại lợi ích cho xã Chiên. Sau gần 10 năm thành lập, đến nay hợp tác xã có trên 30 thành viên. Tổng diện tích đất trồng chanh khung hạt đạt gần 80 hecta, trong đó có 35 hecta được trồng theo tiêu chuẩn Global Gap. Để gia tăng giá trị, hợp tác xã đã chủ động liên kết với công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Gap Food, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 2 cho đến 3.000 đồng một ký. Với chanh không hạt, nông dân có thể thu lãi trung bình là khoảng 200 triệu đồng một hecta một năm nhờ liên kết mỗi năm hợp tác xã nông nghiệp thuận bình bao tiêu từ 1.200 cho đến 1.500 tấn chanh cho thành viên hộ dân liên kết khi tham gia vào hợp tác xã các thành viên tuân thủ tuyệt đối quy trình sản xuất an toàn vệ sinh đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt thời gian qua thì giữa các ngành lãnh đạo các cấp của xã huyện tỉnh mà đặc biệt là thời gian quan tâm nhiều nhất là ngành nông nghiệp và ngành bên ngành công thương ừ, thì trong những năm tháng vừa qua thì hỗ trợ rất là nhiều để cho hợp tác xã là đi là đi tiếp xúc thương mại các tỉnh à, nhưng mà e, chủ yếu là tiền đầu ra đầu vào nhưng ngược lại thì thực tế mình nói mừng giờ hiện nay thì giữa cái tranh hợp tác xã thì e, dạng mà bị ứ động hàng thì so với các năm rồi năm nay không có à, nhưng mà nếu mà được cái cũng hy vọng rằng nếu mà các ngành lãnh đạo của tỉnh tạo điều kiện mở rộng hơn nữa để tiếp xúc thương mại để có nhiều đối tác thì hợp tác xã sẽ thu nhập thu hút thêm nhiều thành viên và mở rộng thêm nhiều diện tích để đem lại cuộc cơ sống góp phần để xây dựng cái cái, cái bộ mặt văn hóa của nông thôn. Những năm gần đây, đời sống của người dân xã Thuận Bình, huyện Thạnh Quá ngày càng phát triển nhờ chanh không hạt. Cây chanh đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với hơn 6 hecta trồng chanh không hạt, mỗi năm ông Bùi Văn Khắp, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thuận Bình, huyện Thạnh Quá, thu lợi trên 600 triệu đồng và cũng từ cây chanh, ông Bùi Văn Khắp, ngụ ở ấp Gãy, xã Thuận Bình đã chương lên và đạt được danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Là người nhiệt tình với phong trào kinh tế hợp tác, có trách nhiệm vì lợi ích cộng đồng, trong 10 năm thành lập và hoạt động hợp tác xã, ông liên tiếp được bà con xã Chiên tín nhiệm bầu chào chức vụ lãnh đạo hợp tác xã qua các kỳ đại hội cổ đông. Ông hiện là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc điều hành hợp tác xã nông nghiệp Thuận Bình bản thân ông bùi giang khắp cũng nhiều năm được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp quyền cấp tỉnh nhưng với ông niềm vui lớn nhất không phải là những giải thưởng cá nhân mà chính là lợi ích mang về cho tập thể đặc biệt chanh không hạt của hợp tác xã được dinh danh là sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia. Đây mới chính là niềm vui lớn nhất của ông, của tập thể bà con xã viên, vì sự chứng nhận này chính là chứng nhận đảm bảo chất lượng, là giấy thông hành để sản phẩm chanh không hạt của bà con xã viên có được thị trường tiêu thụ ổn định, mang lại lợi ích lâu dài. Từ ngày mà trong tới giờ thì mình nhìn lại từ cuộc sống bà con thì dương lên rõ rệt chẳng hạn trước đây hợp tác xã là chỉ có 12 người nhưng mà hết là bốn hộ là hộ nghèo rồi à, còn năm sáu hộ cận nghèo nhưng mà hiện nay thì hợp tác xã đã những thành viên đó đã vươn lên hết đều có nhà cấp bốn à, cuộc sống cũng nói chung là rất ổn định à, rồi từ chỗ đó mình mới thu hút thêm nhiều thành viên về à, đầu tiên thì tổ hợp tác chỉ bao người sau lên bảy người lên hợp tác xã 12 hai người rồi rồi 17 người hiện nay hợp tác xã được ba mươi ba thành viên rồi có được những kết quả như ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu vượt qua những khó khăn thử thách học hỏi tích góp kinh nghiệm từ những thành công của người đi trước cũng có khi từ trải nghiệm của chính bản thân đó là nhân tố làm nên sự thành công vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội họ những nông dân cần mẫn và luôn có những sáng tạo linh động trước thị trường biết ứng dụng khoa học kỹ thuật cho sản xuất những người nông dân ấy đang làm giàu trên mảnh đất quê hương mình